Nhưng có một ngày nào đó người bạn tin tưởng nhất lại bán đi bạn. Như thế, trước đây anh không nói như vậy. Anh đã từng nói anh sẽ không bao giờ bán em, anh sẽ ở cùng em cả đời. Vậy mà đòi mới được bao lâu chứ? Người này lại trao tận tay cho tôi người khác. Cũng là người đã lừa tôi thi đại học. Em không muốn thi, em mới được MVP thi đấu của Ford. Gương bình thường một tháng ra 20 vạn rồi. Là vì người tôi mà bị bình hoa đập trúng. Hiện tại cũng là người. Đội trưởng, anh đưa em theo chứ. Không được, ta lãnh nhạc trước bỏ đi. Được rồi, anh hãy nhớ kỹ lấy. 2 năm sau cho dù anh có quay về hay không, em cũng sẽ không đi tìm anh nữa. Vậy anh cũng đừng tìm em. Cái đời này em sẽ không cùng anh ở chung một chỗ. Một game đối kháng 4-4. Nằm trong top 3 game hot nhất toàn cầu. Đội người chơi sẽ bị đưa tới trách đầu có bản đồ sương mù dày đặc. Mỗi bên sẽ chiến đấu với 4 đối thủ. Mỗi đội chơi cả 3 giai. Lính đột kích, lính bắn tỉa, người trị liệu. Mục đích của game là khiến sương mù của đối phương bị phá tan, không còn chỗ trốn. Sau đó tiêu diệt đối phương cùng đá tái sinh của họ để giành chiến thắng. Còn lính đột kích như tên gọi, nắm vai trò xông lên tiền tuyến mà liều mạng. Ha, cuối tháng lại tới thời gian thời thần bị ép kinh doanh sắp tới rồi. Cứ cuối tháng là chồng tôi lại ở bên tôi ngày đêm. Anh có vui không? Hạnh phúc lắm phải không? Xoáy qua đi. Anh nhìn em đây này, sau khi thi đấu là thời gian chuyển nhượng lão công, có chuyển độ khác không? Tâm tư của boss IC không có thể hiện tha thể thao điện tử. Lão nông mau chuyển độ sớm đi để tụi em yên tâm.
Tên trộm mạnh khỏe đã sống lại, tên trộm mạnh khỏe bị tiêu diệt. Người trị liệu bị mộng vô đòa, không cái cây điệt cũng không thêm máu được. Không biết thì cố mà học đi, không thấy những người khác làm thế nào ạ. À. Nhìn Whisper kia kìa. Giờ hay, cậu ta sắp về nước, tranh thủ mà học hỏi đi. Ừ, hy vọng không gặp lại. Người chơi, tên trộm mạnh khỏe đã gút. Anh ấy sắp về rồi. Người chơi, Alvin, gút. Phòng tập luyện. Whisper. Phòng nghỉ. Quản lý biệt đội lắc chịu không. Dư thí sắp về nước rồi. À, đúng, chắc có khi đã về rồi cũng nên. Có chuyện gì à? Không có, chỉ tùy tiện hỏi anh mà thôi. Tôi đi livestream đây. Ai về nữa cơ? Nhìn thời lạc như muốn đại sát lục địa rồi đấy. Whisper, Dư Thí từ khu vực dự thi châu Âu trở về. Tôi cũng biết Dư Thí nè, là trị liệu sư đứng đầu nước, giờ này đứng đầu châu Âu, đã vô địch thế giới 3 lần liên tiếp rồi. Anh ấy về thì liên quan gì tới thời ca? Rất liên quan là đằng khác. Hai năm trước, Dư Thí còn là tuyển thủ mạnh nhất khu vực thi đấu chúng ta. Thời Lạc vẫn là một cậu học sinh cấp 3 bình thường. Là streamer có tiếng, xếp hạng trong nước cũng cao. Rất nhiều câu lạc bộ muốn ký hợp đồng với cậu ấy như đều bị từ chối hết. Thời Lạc thì không muốn vào nghề này, nhưng chính ta Dư Thí đã kéo cậu ta vào câu lạc bộ của mình, làm một kỹ liệu sư còn muốn ký hợp đồng với cậu. Chẳng được bao lâu, Dư Thí chuyển khu vực thi đấu, những người còn lại trong đội giải tán, không thì bị bán với giá rất cao. Thời thần chính vì thế mà bị bán sang đội Anh Ad An. Sau đó Thời Lạc đã chuyển vai sang một đột kích mà Anh Ad An thì lại thừa vị trí đó, nên liền bán cậu ấy sang y ác như bây giờ. Xem ra Thời Lạc đã bị lợi dụng làm công cụ kiếm tiền rồi. Thời Lạc hẳn là hận Whisper muốn chết. Đừng nói là giờ anh ấy mới nghe tin Whisper về nước nha. Về Út là về vụ này à? Không, cả nói anh ấy một câu. Nếu như Whisper mà tới ai dắt thì thật là Thời Lạc, Dư Thí chắc phải bỏ loại bỏ một người rồi. Xin hỏi một câu, có CP không? Cái đau này đâm chảy máu tôi rồi, cầu an ủi. Trở về rồi, sớm hơn 3 tháng. Cũng không có tin sẽ vào đội nào. Sau khi Dư Thí về nó sẽ tham gia vào đội nào?
UT đến IAC mình, hoặc hắn sẽ bị giả ngu ngô lại. Vậy xác suất sẽ là bạn đã tham gia, xác nhận người chơi Evin đã tới, người chơi gu đội trưởng có càng của anh ít ăn. Thời Lạc chắc cậu cũng nghe tin Dư Thí về nước rồi. Tôi nghe rồi. Cậu đã đến chiến đấu của tôi. Nói vậy thì mình và anh ấy hoàn toàn không có khả năng rồi. Cái gọi là trước mùa giải đấu, tem đội đấu hôm sân nhà bàn thắng. Trận đấu dự nhiệt trong lời nói của Quốc Kiệt chính là mỗi năm sau khi thi kết thúc thi đấu vòng tròn thế giới, trước khi đến một mùa giải mới, thời gian nghỉ ngơi là 3 tháng liên minh chỉ để theo dõi nhiệt độ và nhiệt độ đề tài, chu kỳ chèn thêm vào trước mùa giải đấu là 1 tháng. Trận đấu dự nhiệt chính là hệ thống cạnh tranh bô một chu kỳ đơn một ván quyết định thắng thua. Ngoài việc hai đội năm ngoái giữ hạng nhất thất bại, 10 đội cũng thi đấu vòng tròn đều có thể tham gia lần lượt, là mỗi đội đánh một lần, thắng thua không ảnh hưởng đến điểm số của đội. Trước mùa thi đấu năm nay chính là đội IEC của Thi Lạc đấu với đội Anh Ách An của Cố Kiều. Giống vậy, nhiệt độ chính là một dáng trận đấu tương đối cao, bởi vì có sự tham gia của Dư Thí, nhiệt độ đề tài lại càng cao. Thi Lạc mẹ yêu con, Thi Lạc đừng sợ. Trận mở màn một mùa giải có cần nhiều người như vậy không? Trận mở màn ngày hôm nay là IAC đấu với Anh Nốt An, lần phát trực tiếp trước Thi Lạc. Cố Kiền tự mình nói Dư Thí Nam tham gia vào đội ít anh ít ăn. Thảo nào một buổi cuối tuần giá vé tăng lên mấy chục lần. Người hâm mộ của Thi Lạc hôm nay thật giỏi người, mà sức căng của kiếm và nỏ này. Đúng thế, Dư Thí đến rồi, bọn họ đều đang nôn nóng bảo vệ kẻ đấy. Thi Lạc, ông chủ hôm nay muốn xem phát trực tiếp trận thi đấu. Cậu nói tôi nghe, cậu cảm thấy ngày hôm nay tỷ lệ chúng ta thắng là bao nhiêu? Ông chủ có xem hay không? Thì vẫn là 20%. Chúng ta hồi trước tỷ lệ thắng anh nói ăn chỉ có 50% thôi. Hiện tại bây giờ họ thay người y liệu sửa chữa nhược điểm của đội, tỷ lệ thắng của chúng ta tất nhiên trở nên ít hơn. Đây là phải là sự thật sao? Nói như thế thì không phải vẫn là có phát huy hơn hẳn bình thường. Được rồi, tí nữa cố gắng hết sức là được rồi. Tất nhiên cố gắng rồi. Ngoài nữa theo tôi, phòng nghỉ ngơi ở IAC ở bên này, chúng ta 30 phút sau sẽ bắt đầu thi đấu. Tiểu thiếu gia này, sau khi biết Chư Thí kể về luôn kiềm chế lửa, bây giờ không phải đạp cửa tạo tin tức xã hội chứ? Quá tốt rồi.
đầu ngày hôm nay mọi người nghe thì lạc chỉ huy cõi là whisper tự mình dẫn dắt thành người y liệu phòng nghỉ ngơi của EAC. Không có ai càng hiểu rõ whisper hơn cậu ấy. Đề cập đến AEC là muốn chết sao? Whisper không phải là người ý liệu bình thường. Anh ấy có thể giết người. Thì Lạc, cậu đối phó với Whisper không có vấn đề gì chứ? Vẫn còn đề cập đến đối đầu với Whisper không vấn đề gì. Còn 10 phút nữa là lên sàn rồi. Mong mọi người kiểm tra lại lần cuối cùng thông tin của các thành viên. Đội bên cạnh, anh Hết An sẽ bắt đầu một trận đấu với Rốt tay bắn tỉa, cố kiền tay xung kích. Tính nhiên, tay xung kích, hỏa hỏa, người trị liệu. Cái gì? Whisper không tham gia, như thế dễ đánh hơn. Mọi người cố lên. À, anh Nất An cũng ra. Có những ai vậy? Bóng chiếu theo số vào chỗ ngồi. Đầu tiên là đội trưởng Cố Kiền. Sau đó là Rốt và Tính Nhiên. Cuối cùng là Ngoã Ngoã. Người sau Ngoã Ngoã là Thì Lạc. Thì Lạc sao vậy? Em nhìn thấy Viper rồi. Hả? Này thì Lạc để mọi người cậu ấy sao vậy? Ê, đừng hỏi nữa, muốn chết à? Sao lại vừa ra thì đụng luôn Viper chứ? Chào mừng mọi người tham gia trận dự nhiệt của EAC và anh SN. Hiện tại đang xuất hiện Evin của đội EAC. Người hâm mộ có hai đội mấy ngày gần đây bên ngoài sân hăng hái nhiệt tình. Ngày hôm nay trong sân đấu cũng vô cùng huyên náo. Đúng thế, bản cổ vũ của sân đấu cái nào cũng lớn. Để chúng ta xem. Wow, sắc mặt của Evin rất nghiêm trọng. Xem ra IAC rất xem trọng trận đấu ngày hôm nay.
thì lạc cậu không sao chứ, không sao. Giờ nãy thật sự là whisper qua thay đổi nhiều thật, mình vẫn là một nửa người hâm mộ đó, giờ nãy không nhận ra, vẫn là anh thì mắt tốt. Đương nhiên rồi, thì lạc năm đó whisper đã từng cùng đội, tất nhiên thân thuộc hơn người khác. Đúng thế, dù sao cũng là quan hệ cùng đội mà. Thì Lạc bình tĩnh chút, đừng để người khác nhìn mình giống nhìn đứa điên. Không cần đâu, thật sự không cần. Chỉ là từng cùng đội, chỉ là 2 năm chưa gặp, mất trạng thái vậy sao? Thì Lạc, có cần đến mức thế không? Ê Huyên, còn 10 phút nữa là trận bắt đầu đấu rồi. Trạng thái của cậu ổn không? Mình với Whisper chỉ là quan hệ cùng đội thôi. Thì Lạc từ trước đến nay không nhắc đến Whisper. Ngày hôm nay là đã chịu đả kích gì chứ? À, hình như Whisper đưa cậu vào nghề. Hơn thế nữa, mình năm đó xích chút nữa thì mạng cũng chưa đưa cho Whisper rồi. Anh thầy, có lẽ anh vẫn nhớ có chuyện kho lưu trữ bản ghi âm giọng nói trận đấu đúng không? Anh nói chuyện cân nhắc một chút. Anh đương nhiên biết rồi, ban đầu biết được chuyện này vẫn là lúc anh mới đánh trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên. Whisper nói với anh, Whisper nói với anh trước trận đấu phải thử beat tốt nhất là hát. Anh mặc dù nghe chuyện này thật ngu ngốc nhưng nghĩ nghe đội trưởng thì không sai. Sau đó đến hôm nay, bài hát mà anh hát được phát trên bộ sưu tập ngữ âm trong lúc đấu. Quá nhỏ, mới 17 tuổi cái gì cũng không hiểu. Giống như bị ngốc vậy. Không không, anh là người mới, shipper không nên bắt nạt anh. Bắt nạt một trận đấu không ảnh hưởng đến mùa giải đấu thường xuyên của xếp bảng xếp hạng, dẫn theo một con chó đến đánh là được, giống vậy không có ai để ý đến anh. Whisper là anh đều là người y liệu, thật ra là anh mạo danh vị trí của anh ấy để tùy tiện đánh là được, nhưng anh ấy cứ không yên tâm, sợ anh không có kinh nghiệm, sợ anh luống cuống, sợ không có người chăm sóc anh, sợ tay xung kích khinh anh là người mới không chi phối hợp với anh. Anh ấy là một người y liệu, trận đó lần đầu tiên đánh ở vị trí xung kích. Đúng thế, đúng thế. Lúc Whisper phỏng vấn rõ ràng nói anh ấy không thích đánh ở các vị trí chuyên nghiệp khác, cho dù tham gia hoạt động chủ bên làm cũng tự mình mời anh ấy đến thể hiện vị trí chuyên nghiệp, anh ấy đều từ chối. Whisper từng đánh ở vị trí xung kích sao? Là không thích nhưng không chơi ở vị trí xung kích thì làm sao mà trở thành đội cùng anh vào trận đấu chứ. Nói về gì Whisper hồi trước đối với anh rất tốt,
Trận đấu ra mắt anh ấy đánh cùng anh, không biết thì anh ấy dạy, không rõ chi tiết. Đến bây giờ, lúc mà trạng thái biến động lớn không trốn tránh vấn đề, những nỗi đau trong tim thông qua, nói chuyện mà phát tiết ra ngoài, nhanh chóng để bản thân bình tĩnh lại. Cũng là anh ấy dạy anh. Lúc trước đối với anh tốt như vậy, sao hai người lại thành như bây giờ? Vấn đề nằm ở đây, chính là hồi trước đối tốt với anh. Cho nên sau này anh ấy nhẹ nhàng đẩy anh đi, mới làm cho anh canh cánh trong lòng cho đến bây giờ. Nếu như anh không nhìn thấy ánh sáng, gặp lại tiền bối đã có cùng một khoảng thời gian như vậy, có lẽ anh ấy sẽ cho Hỏa Hỏa thi đấu chính để anh nhớ lại cảnh trận đấu đầu tiên mà anh ấy để anh tham gia năm đó, không kiểm soát tốt trạng thái để mọi người chê cười. Được rồi, trạng thái của anh không có vấn đề gì, điều khiển trạng thái thật giỏi mà. Cho nên chúng ta vẫn dùng cách đánh hồi trước, đánh anh ấy anh cả quá trình chỉ đối phó với hai tay xung kích sao? Không, ngày hôm nay là để ý đến người y liệu, tốt nhất là để anh ta vừa xuất hiện thì chết luôn, không có bất cứ không gian nào thao tác. Chơi cái này sao? Có điều trước mắt Hỏa Hỏa sẽ không xuất hiện, không nhầm vào được đâu. Anh đoán anh ta sẽ xuất hiện. Thì thần thật giỏi, lộ trình thao tác của Hỏa Hỏa anh ấy như nắm trong lòng bàn tay vậy. Hỏa Hỏa quả nhiên mở đầu trận đầu liền dựa theo tay xung kích sờ đến bản đồ, nấu liền ra bên ngoài. Anh ấy không để cho tôi bấm máy để xác nhận, trực tiếp thực hiện một loạt vụ nổ lấy đi máu của Hỏa Hỏa. Chưa đến 2 phút lấy được đầu của Hỏa Hỏa rồi. Đừng nói nữa Hỏa Hỏa, người ta số lần chết là 13 lần. Cả trận đấu có cậu bị nhầm vào thật đáng thương. Mình mà là cậu ấy thì đã bị tự kỳ kỹ rồi. 13 lần mà thôi. Thì thần, trong chuyện cậu quyết tính cách của anh thích hợp với vai phản diện đó. Cũng tốt, anh giống vậy cũng không phải là người tốt. Cách của anh rất ăn, phần đầu tiên chính là lấy người y liệu làm mồi câu để trong đội nắm bắt giết người, chỉ cần người y liệu không mất đầu thì có thể chém chiếm ưu thế. Đáng tiếc thao tác của Hỏa Hỏa không đủ chống đỡ cách đánh này. Mà tôi hiểu rõ cách đánh này như nằm trong lòng bàn tay là bởi vì chính là cách đánh của Duy Thí. Có chuyện gì sao anh? Người của anh SS đã đi rồi. Xin lỗi, không có gì cả. Giết 13 lần. Trong trận đấu Dương Nhật, mình bị Evin giết 13 lần.
Giết người ba lần là khái niệm gì chứ? Chính là trong trận đấu này, cả trận chỉ là một việc. Chạy từ hòn đá tái sinh đến tiền tuyến, chạy đến phía trước thì bị Evin giết bất ngờ. Bị lăng nhục mà không có sức đánh trả. Tôi giống như một kịch bản gốc thăng cấp chất lượng kém vậy. Không ngừng sống lại tặng đầu người rồi lại sống lại tặng đầu người rồi lại sống lại tặng đầu người. Tặng cho quả quả mưa sao băng. Có khen thưởng sao? Cảm ơn mưa sao băng của ba ba thì ba ba cái. Cảm ơn phần thưởng của ba ba thì à không đúng. Có người cảm thấy hôm nay em nhận tiền của EIC đang giả với giờ đấu anh còn khen thưởng. Anh hôm nay có ý nhằm vào em. Đúng thế, cố ý đấy. Tại sao chứ em không chọc giận anh? Không liên quan gì đến em. Được thôi, thật ra không trách anh. Phần đầu trận đấu ngày hôm nay em đánh quá tệ, em vốn dĩ không học được chiêu đấy của Dư Thân, kỹ năng không bằng người, tâm phục khẩu phục. Lúc Dư Thần chạy, em đã làm em chóng mặt rồi. Một người y liệu lại có thể áp bức tay đánh xung kích đối diện, thích khách, người y liệu, ai dám tin? Em học tử tế rồi. Nhưng không học được chính là không học được á. Dư Thần thật sự rất giỏi. Anh bây giờ thật tốt, không cần phải học chiêu của người khác nữa. Đúng rồi, anh thì anh trước đây, có phải cũng đã thích người khác rồi y liệu sao? Một thiên tài hiếm có, anh làm thế nào mà chuyển vị trí vậy? Thật lãng phí. Bản thân anh còn không thấy tiếc. Em thay anh tiếc cái gì chứ? Thì chính là cảm thấy lãng phí. Nói thì sao? Lúc đó thì lại tại sao chứ? Tuyên bố chính thức. Do chính con người của tuyển thủ Ewin đối với việc tìm hiểu trò chơi và mục tiêu đánh chuyên nghiệp của người y liệu đã xảy ra mâu thuẫn. Nếu tiếp tục thì đối với đôi bên đều là giày vò cho nên. Đây em giải thích một chút ha. Này có nghĩa là Evin chơi người trị liệu sốt ruột rồi, quyết định bỏ y học vô, đúng không? Em thật ra có thể nói rõ ràng hơn chút nữa. Đến người y liệu của anh em, ông đây không phải trẻ con. Thật giỏi, Ryan giỏi. Mặc dù em hiểu anh chơi vị trí người y liệu sốt ruột rồi, nhưng lúc đó anh cũng không biết bản thân sau khi chuyển sang đánh ở vị trí xung kích cũng giỏi như thế. Đây cũng là tự tiện tay đẩu vật, cũng thật. Anh biết em muốn nói gì. Anh lúc đó cũng thật sự là ngốc. Nhưng nguyên nhân chuyển vị trí thực ra là không phải cái này. Thì Lạc nó rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Này, đừng rời phòng phát trực tiếp chứ. Thì Lạc rốt cuộc tại sao lại chuyển vị trí chứ? Này này. Dư Thí thật lợi hại. Dư Thần, nhưng lúc đó Dư Thần không phải là đi châu Âu rồi sao? Đúng thế, chính là vì không thể cùng một đội nữa. Lúc đó đội châu Âu và khu đấu của chúng ta đã hẹn cùng luyện tập thì Lạc là người y liệu của anh.
đánh ba gián thì thua cả ba gián, cả ba gián đó thì lạc đều bị ngầm vào. Lúc gián cuối cùng thì lạc hình như ngoài lúc trò chơi giờ mới bắt đầu ra thì không xuất hiện, đã đá tái sinh. Vậy không phải vẫn thảm hơn so với em ngày hôm nay sao? Em ngày hôm nay coi là gì chứ? Nội cho ông năm đó chính là đạp vào đá tái sinh, sống lại rồi giết, còn cố ý để người y liệu của họ đến chết. Người y liệu đó chính là anh ấy. Thì lạc một mình trong bản đồ, chết rồi, thì đứng lên lại chết tiếp. Vậy thì thằng lúc đó chết bao nhiêu lần? 34 lần. 34 lần sao? Như thần, anh không có lương tâm. Lúc đó thì thần là mới bị anh bán đi, quay đầu lại thì bị anh giết 34 lần. Trong tiểu thuyết Cẩu Quyết, anh chính là vai phản diện thỏa đáng. Có thể không, không phải trong tiểu thuyết Cẩu Quyết, anh sớm cũng đã là nhân vật phản diện rồi. Còn không phải sao? Những gã con trong thế giới thể thao điện tử, trong nước chỉ có vài lần cùng chung ấu thù. Lần đầu là Dư Thí đi châu Âu, lần thứ hai là Thì Lạc trong 3 tháng bị bắn 2 lần. Những kẻ con cùng nhau làm việc đấu với bên ngoài, làm di ảnh video nhịp nhàng sưng hắc khắp nơi, chỉ xích chút nữa là cùng nhau quyên tiền để thuê hung thủ đi châu Âu giết Dư Thí thôi. Whisper, Dư Thí, người đầu tiên thống nhất con chơi game mặt bài. Anh làm gì thế? Vừa nãy các khoan tặng hoa quả khô cho cậu, không biết là hăng hãng gì, sợ cậu ăn không quen, muốn cho cậu xem. Mấy ngày hôm nay cậu bảo vệ nghiêm ngặt, hẳn không thể buộc tôi vào lưng quần của cậu. Vừa nãy ký hiệu của nước lọc cũng cần kiểm tra. Thì lạc anh có thôi đi không, có gì thì anh cứ nói thẳng ra đi, được thôi. Anh nói thẳng ra vậy để tránh cậu đến khi biết được lại gây rắc rối gì đó. Vậy là gì hả? Cũng là đồng đội trước của cậu. Thần quá, anh ấy cũng sắp về nước rồi. Cũng trong dữ liệu. Cậu làm sao mà đoán được? Giống không khó đoán. Nếu anh nết ăn thật sự ký với Whisper, vậy ngày hôm đó tại sao lại để cho Hỏa Hỏa thi đấu? Hỏa Hỏa là y liệu nhũ mẫu, tại sao lại bắt cậu ấy học thích khách rồi y liệu của Dư Thí chứ? Có thể thấy Dư Thí vốn dĩ cũng chưa ký với anh ít ăn. Anh ta trở về nước đã thành lập một đội mới cho riêng mình. Thần quả là tay xung kích, Dư Thí muốn thành lập đội mới còn thiếu một tay xung kích. Anh đang lo Dư Thí đã liên lạc với em, cho nên anh ở đây là để dò thám em. Em có câu nào nói sai không? Thì lạc, anh thích sự thông minh này của em,
Dư Thí đó, anh ta có liên lạc với em không? Đừng giận, đừng giận mà, cậu cũng biết anh lo lắng cái gì mà. Như Thí đã nói cái gì đó, cậu chắc chắn sẽ đi theo, anh chỉ đang cẩn thận thôi. Anh ta đã nói cái gì đó, em liền đi theo anh ta sao? Anh hèn hạ thế sao? Trên mặt em có phải có hai chữ không tự trọng sao? Em nói câu này cũng có hơi khó nghe. Anh không có nói em như thế. Đừng tức giận, đừng tức giận mà. Chút nữa là tên thi đấu rồi. Lên thi đấu rồi đừng tức giận nữa mà. Yên tâm, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, anh ấy chưa từng liên lạc với em. Quay về nước cũng được hơn nửa tháng rồi. Tại sao lại không liên lạc với tôi? Một chút dấu hiệu cũng không có. Là quá bận hay là... Cố Kiền, Thì Lạc, Thần Quả quay về rồi. Anh đã đặt chỗ để tiếp đón anh ta rồi. Bạn bè hồi trước đều đi. Như Thí tất nhiên sẽ đi. Như Thí tất nhiên sẽ đi. Em đi không? Không. Em đi. Trận đấu nhỏ, quả quả từ bỏ đi. Anh thì anh có thể luyện với anh không? Em đánh với trước, chăm sóc tới em một chút. Được thôi. Anh quá mạnh, anh có thể phán đoán một chút số người bên đối diện không? Anh đi từ từ thôi, không được sao? Em, bãi cỏ, đi về phía bãi cỏ, nghe thấy không? Đi đi, không nghe thấy sao? 3 tiếng sau, Envin số 1, số 19. Trước Quốc Phục, đứng thứ nhất, Quốc Phục hiện giờ đứng thứ 19. Vị trí thứ nhất của anh đã giữ liên tục trong 4 tháng, chỉ cần hôm nay không tụt hạng tiếp tục giữ nửa tháng nữa là anh có thể lập kỷ lục rồi đó. Em cố ý diễn đúng không? Em thà rằng là diễn còn hơn, nhưng em thật sự là tệ, đừng tức giận nữa mà. Em vẫn nên tìm đồng đội của cố của em luyện tập, anh không chơi với em nữa, tạm biệt. Anh ấy sống đã không luyện cùng em rồi. Em không muốn cố gắng nữa. Đâu kiểu tóc mới rồi à. Thế nào gì gặp Thì Lạc hả? Tôi nói hả? Kệ vậy. À, đội trưởng cố, anh nói năm xưa nhân viên của em cũng ổn. Thành viên đợi FS cũ Thần Quả. Hôm nay quay về, không có fan hâm mộ đón ở sân bay thì cũng ổn thôi. Sao lại chỉ đến có vài người vậy? Chê người ít sao? Thì Lạc, một lúc nữa sẽ đến. Thì Lạc, ở đây có kiểm tra an ninh không? Cậu ấy tí nữa sẽ mang theo ống thép đến. Bảo vệ có ngăn cản được không cơ chứ? Không ngăn được. Cậu ấy đánh đấm thế nào? Không phải anh chưa từng nhìn thấy. Chính vì từng nhìn thấy cho nên mới sợ.
10 người như tôi cũng không đủ để đánh tên nhảy đó. Nói trước nha, quan có đầu nợ có chủ nha, cậu ấy tìm đến ai thì tìm, đừng liên lụy đến em. Ngu ngốc. Như thế cậu quay về rồi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp em ấy. Cứng như vậy có ích không? Sớm nói rõ hiểu lầm thì có phải tốt hơn không? Vấn đề của hai bọn tôi là vốn dĩ chả có hiểu lầm gì cả. Với đầu óc của em ấy, cậu nghĩ mình lừa được em ấy không? Giấu được em ấy cái gì chứ? Thật ha, không mang theo ống thép. Có điều tại sao cô ấy lại đi về phía mình chứ? Giờ nãy em ấy còn đón tiếp mình sao? Mới ăn đây về bển rồi đó. Nhõng nhẽo vậy thôi. Em mới từ lúc nào biết hút thuốc vậy? À, thì là lúc 2 năm trước đến NSN của chúng ta thì đã hút rồi, mới tí tuổi đầu còn nhỏ gì nữa. Người ta bây giờ cũng là người trưởng thành rồi, muốn uống rượu thì uống, muốn hút thuốc thì hút. Mới cả người lớn thì tim to, cậu bây giờ cũng không đoán được người ta nghĩ cái gì, còn lo lắng làm gì chứ. Không đoán được em ấy nghĩ cái gì. Tốt nhất là vậy. Đến đây nào, tiếp tục hát thôi. Cố gắng làm bầu không khí bớt ngại ngùng. Dư thần, cậu cũng uống đi. Cảm ơn, mình không uống. Máu hả? À? Cậu ấy một chút rượu cũng không uống hả? Tu lượng của dư thần không phải không tốt sao? Không phải đâu, tu lượng của cậu ấy năm đó thêm cả người ở lô ghê được không làm cậu ấy say. Quen cậu ấy lâu như vậy anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy say cả. Vậy sao? Anh nói câu ấy đúng rồi, người đẹp về tuổi xế chiều. Như thần cùng cậu của cậu lúc năm 19 tuổi xem bản báo cáo về thân thể của cậu ấy, quyết định cai thuốc cai rượu không nói bậy, từ đó làm người đàn ông tốt, sau này tìm một người tốt rồi gả đi. Như thần ngày trước còn hút thuốc sao? Suốt ngày hút luôn. Lúc rảnh rỗi của trận đấu cậu ấy đều đi đến phòng hút thuốc rửa tay rồi trộm hút một điếu. Nghiện như vậy nói là cả hai là cai. Quả nhiên là dư thần. Dư thần năm đó sức khỏe sao vậy? Nghiêm trọng sao? Mất nhiều máu, người xích chút nữa thì không còn nữa. Đó là dạ dày, mất rất nhiều máu. Như thế lúc đó dạ dày bị chảy máu cả một tháng trời mà cậu ấy cứ trắng bệch ra,
Vậy may mà không xảy ra chuyện gì. À, em không biết, chư thần thật xin lỗi anh. Bây giờ ổn thì ổn rồi, nhưng có rất nhiều thứ không được ăn, không được uống, nếu không lại du lịch ở phòng cấp cứu 1 tháng. Muốn xem như thần của cậu uống rượu, đợi đến khi kết hôn uống rượu giao ôn nhé. À, cũng chỉ có dư phu nhân sau này mới có vinh hạnh làm cho dư thần của cậu nghiện lại. Kết hôn là có bạn gái rồi sao? Muốn kết hôn rồi hả? Đó không phải là chuyện sớm muộn sao? Đến lúc đó mời cậu đến uống rượu hay cậu có đến không? Nhất định đến rồi, dạ dày bị chảy máu thì phải cẩn trọng, chỉ có dư phu nhân mới đáng để dư thần gặp nguy hiểm 1 lần. À, thì lạc này, cậu uống say rồi sao? Cơn giông trước lúc mưa tới. Xin chào. Anh gọi rượu vodka ca trứng cất cả. Nhưng đây là rượu 90 độ, chúng tôi dùng để pha chế. Chúng tôi kiến nghị các anh không nên uống trực tiếp. Ai đùa kiểu này vậy? Ai gọi đấy? Em gọi. Cuối cùng thì đến rồi. Như thần đang mở câu lạc bộ mới sao? Anh ấy vẫn thông minh như vậy. Thì lạc cậu sai rồi, tôi đưa cậu về nhé. Còn chuyện gì thì để hôm khác rồi nói. Như thần, chuyện thành lập câu lạc bộ mới có đúng không? Đúng thế. Biết ngay mà, anh đã bị tôi đoán trúng rồi. Vậy như thần, anh thiếu người tấn công không? Ý cậu là cái gì chứ? Thì lạc, không phải vừa nãy cái tên này còn tự hại bản thân mình, không thể nhai chết chư thí sao? Cậu ấy uống bao nhiêu rồi mà lại chủ động hỏi dư thí có thiếu người tấn công không chứ? Lẽ nào cậu ấy muốn tham gia vào đội của dư thí? Vậy không phải là một lời không hợp liền đâm đối phương 1 nhát sao? Thiếu chứ. Vậy em có bây giờ có xứng làm đồng đội của anh không? Xứng. Hey, vậy thì tốt, xứng là được rồi. Như thần có muốn chơi trò chơi cùng em không? Trong cái đĩa này có 9 cốc, bọn họ dùng để rượu mạnh để pha chế, loại 90 độ. Còn 1 cốc là trà chanh. Như thần, anh trực tiếp chọn uống 1 cốc nếu như chọn trúng cốc trà chanh. Có ai hâm đâu mà chơi trò này với cậu chứ. Chọn trúng rồi thì như thế nào? Thì được 1 cốc trà chanh sao? Đừng điên nữa. Chọn trúng rồi, em miễn phí hợp đồng đến đội của anh. Anh lấy 1 đồng nào cả, làm miễn phí cho anh, đánh cho anh cả một mùa giải đấu.
có chơi không? Nếu như chọn trúng rượu thì sao? Chọn phải cái gì thì cũng phải uống cho hết sạch hết. Cậu điên sao? Rượu 90 độ một người bình thường uống, đừng có xảy ra chuyện. Cậu để cậu ấy uống, người khác không biết, cậu không biết bệnh của cậu ấy sao? Mạng của anh ấy rất đáng giá, quý hợp đồng của cả một mùa giải đấu của tôi thì không đáng giá sao? Nguy hiểm lớn thì sẽ được đền đáp cao, rất công bằng. Dư thần xác sức 1/10, anh có chơi không? Không chơi thì em sẽ bảo phục vụ dọn đi luôn. Không chơi, dọn bỏ đi. Được. Chơi. Cậu định tìm cái chết hay sao? Bụng của cậu có vấn đề gì cậu mà còn không rõ sao? Lại còn muốn một lần nữa đi vào phòng cấp cứu hả? Tôi chơi. Vậy em nói lại một lần nữa, quy định của trò chơi, bất kể chọn chúng là cái gì. Đều phải uống cạn. Hiểu rồi. Như thế. Đừng đùa nữa. Hôm nay mọi người đều uống say rồi, chỉ là trò đùa thôi, giải tán thôi. Không cần khuyên đâu, tôi chơi. Cậu uống mấy ngụm sữa thì có tác dụng gì? Đó là vodka, đều có thể dùng làm thuốc nổ đấy. Cậu thực sự muốn cậu ấy, chúng ta tìm IEC mua, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng mua. Tiền thì làm sao quan trọng bằng mạng người được chứ? Không mua được. Bây giờ muốn mua sao? Xin lỗi, ra khỏi cái cửa này đi, tôi sẽ không đến đậu của các cậu nữa đâu, mãi mãi. Tên nhóc nhà cậu. Vodka, chân cất trong suốt, chỉ có một cốc trà chanh duy nhất thì là có thể làm rối thị giác, lại làm thành màu trong suốt. Lá bạc hà có thể che được bọt khí trên mặt của cốc nước. Trong khai cũng có thêm mùi hỗn loạn của vodka. Được rồi, nghe thấy ông trời sắp đặt vậy. Mới có 2 năm mà thôi, vừa biết hút thuốc lại vừa biết. Mới có 2 năm thôi mà. Thì lạc lúc có đi, có vội vàng. Có một câu quên không nói là anh không tốt. Lời nói không giữ lời. Đừng giỡn mấy trò không có tác dụng đâu. Uống. Là cái gì vậy? Cậu nhổ ra. Không phải là trà chanh thì nôn ra. Sắc mặt này của cậu là sao vậy chứ? Xe đang ở bên dưới. Đứng lên, tôi đưa cậu đến bệnh viện. Là trà chanh. Cậu đây là vận may gì chứ?
chơi có chịu, chuyện chuyển nhượng về sau em sẽ liên lạc với anh để pháp vụ của các anh làm hợp đồng trước. Như thế thật giỏi mà, một đồng cũng không có trả liền trực tiếp ký với người tấn giỏi nhất của quốc phục. Đúng thế, đây không chỉ đơn thuần là dẫn mai tốt nữa rồi. Được rồi, cụ thể làm sao để xử lý thì các cậu liên lạc đi, hôm nay cũng muộn rồi, cứ như vậy trước đã. Ừ, đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi, quay về thương lượng xem sắp xếp như thế nào. Dọa chết tôi rồi. Cậu cũng thật là, cậu ấy đã điên rồi, cậu cũng điên theo nốt không sao. Bình thường cậu tiếc mạng lắm mà. Giờ nãy rốt cuộc là sao vậy chứ? Thật sự có nhập viện thêm một lần nữa thì không đơn giản là nằm viện 1 tháng nữa đâu. Cậu cảm thấy thắng được cậu ấy là chuyện tốt sao? Giờ nãy cậu ấy còn giữ sức muốn uống chết cậu đấy. Hồi trước cậu ấy không phải loại lương thiện này. Bây giờ càng khó chơi hơn, trực tiếp đòi mạng của người khác. Đây chính là tên nhóc mà năm đó cậu dẫn về nuôi. Như thế, này, cậu lại làm sao nữa vậy? Thắng rồi mà vẫn đi, quay lại để cười nhạo em sao? Đã xong hết rồi, cút đi. Tôi nói rồi, cút đi. Hôm đó tôi đã uống hết 9 cốc quất ca, đã nếm thử hết. Cuối cùng cũng chứng minh suy đoán ngay từ khi bắt đầu của tôi. 10 cốc nước đó, mỗi một cốc đều là trà chanh. Có cảm giác ngờ ngợ không? Năm đó biết tại sao lúc đó em lại đưa tiền ăn sáng cho anh, lương tâm em từng bất an không? Tối trước hôm anh bán em, đến anh ấy ăn gặp em cuối cùng cũng mở rộng cửa với lòng với anh, có thể có một chút do dự hay không? Sau khi giết Evin 34 lần rồi mới biết đó là ID mới của mình, có lẽ cũng hối hận trong 1 2 giây giờ gì đó. Nhưng lúc đó không phải anh giả vờ rất giỏi sao? Bây giờ lại làm sao nữa? Giống như hồi trước giả giờ cảm thấy trong 9 cốc khác đều là rượu không phải tốt hơn sao? Rõ ràng không ai phát hiện, rõ ràng không ai nhìn ra, giả giờ không biết, không quay lại kiểm tra, khó thế sao? Như thần, mọi người đều đã là người trưởng thành rồi.
không có ai nói cho anh biết, có những chuyện không cần phải nói ra mới là tốt sao? Vậy thì anh không cần ngại nữa, em cũng không cần lên án lương tâm nữa. Thì Lạc, đây hoàn toàn khác với những điều mà em nói với anh lúc trước đây. Nói không giữ lời thì sao chứ? Những điều mà em từng nói thì có giữ lời không? Người như em lại đi trách người khác nói lời không giữ lời sao? Vụ cá cược ngày hôm nay không tính. Anh, chuyện chuyển nhượng của em, anh sẽ làm theo thủ tục bình thường và bàn bạc với câu lạc bộ của em. Cho dù vụ cá cược trong một 10 ngày hôm nay là thật, anh cũng không để em miễn phí hợp đồng đến độ của anh đâu. Anh nghĩ IAC sẽ để cho em đi sao? Anh nghĩ sẽ bàn bạc được sao? Đó là chuyện của anh. Em sẽ coi như lần cuối cùng bị anh lừa. Anh coi như hôm nay em chưa từng đến đi. Ngày hôm nay gặp em làm mình nhớ đến 2 năm trước. Alo, tổ tông cuối cùng cậu cũng nghe điện. Vô cùng khẩn cấp người anh em à. Em họ của mình bỏ nhà ra đi để đi làm cơm mơ rem rồi. Là cái mà các cậu luôn đam mê ấy. Kha Hạo, cậu giúp mình tìm em ấy đi, nếu không ông nội mình tức đến chết mất. Có gì lạ đâu mà bây giờ thiếu niên nghiện mạng quá nhiều. Cứ Hạo, nhưng em ấy còn 2 tháng nữa là thi đại học rồi. Mình nghĩ nếu em ấy thật sự thích cái trò chơi đó thì thi đấu chuyên nghiệp giống cậu, đừng lấy cơm mơ ra làm nghề. Ông nội mình vốn dĩ thích cậu, nếu như biết làm cùng nghề với cậu có lẽ sẽ phải tiếp nhận. Cậu trước đã phòng trừ trong 1.000 người ồn ào đi thi đấu chuyên nghiệp có một người thực sự có tư chất thi đấu chuyên nghiệp thì đều được coi là có xác suất cao. Hiểu rồi, cậu xem em của mình có trong đó không? Khá Hảo, có điều em ấy đánh thật sự rất tốt, hơn nữa làm cùng nghề nghiệp với cậu, cái gì có bác sĩ điều trị, bác sĩ điều trị được rồi. Vậy cậu gửi ID game của em ấy cho tụi mình xem xếp hạng trong nước của em ấy. Cậu cứ hỏi em ấy như vậy là được rồi, em ấy hiểu đấy, em ấy chặn mình rồi. Vậy cậu đưa địa chỉ phòng phát trực tiếp của em ấy cho mình đã tự đi xem. Thật sự không giấu cậu, mình không biết em ấy phát trực tiếp ở đâu. Vậy thì biến đi, mình không giúp được cậu. Không được mình không cút. Cậu đừng quên, chuyện đấu chuyên nghiệp cái năm mà cậu trở mặt với gia đình là mình bớt ăn bớt mặc để nuôi cậu đấy.
Được rồi, để mình nghĩ cách đưa số điện thoại của cậu cho ấy cho em mình. Yêu cậu, mình sẽ gửi tài liệu cho cậu. Tính cách của cậu ấy thật sự không tốt, đang trong thời khoảng nghịch, mong cậu khoan dung. Biết rồi, mình tắt máy đây. Thiếu nghịch tử này, chỉ thiếu người lại chớ gần vết giết trên mặt mình thôi, lại còn rất đẹp trai.